thì có động cơ chính trị hoặc là biết sử dụng cái thuật chính trị trong cái việc lôi cuốn người khác, ảnh hưởng đến người khác. Thứ tư là sử dụng cái quyền lực. Và thứ năm, 1 triệu đô, tương đương với khoảng mười mấy triệu đô la bây giờ đưa cho cậu đó, rất là tiện đó. Ngày hôm sau cũng mời đến nhà hàng, ông đưa cho 1 triệu đô, là cảm thấy bị sức hút rất lớn cái ông này, rất là kêu, ông kêu làm gì cậu không biết làm hết. À, không biết được là người phải làm gì yên á, là phải có cái tầm nhìn, nó là chúng ta tài năng, không phải là làm nhân viên nữa mà là mình có cái khả năng làm được điều đó. Cái người lãnh đạo và charisma là người dĩ nhiên là nắm bắt được tâm lý, đặc biệt là tâm lý đám đông. À, tức là người ta có khả năng lay động cái từng người trong cái đám đông và lay động cả cái đám đông để ủng hộ mình. Cái phần sau các bạn sẽ thấy là Getco trình bày cái bài giới thiệu của mình ở công ty Tesla Paper. Công ty này là một cái công ty mà có tới 30 cái phó chủ tịch hội đồng quản trị, à, rất là lớn. Rồi công ty mà 30 phó chủ tịch này thì chiếm có 30% cổ đông thôi. Thì ông Getco mới mua lại công ty này và đưa ra cái việc cao phải thay đổi và tại sao ông phải thực hiện cái việc thay đổi này ở công ty Tesla. Thì tới cổ đông quyết định theo Getco với cái lý do là đa số thì dĩ nhiên là thắng thêm số. Thì Getco là kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng thuyết trình thì mình nói là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hiểu về tâm lý, hiểu về tâm lý tại sao đang thời điểm này. À, chứ không phải là cứng nhắc, một người mà quá cứng nhắc, quá mềm yếu thì người ta cảm giác là thôi, các ông này, cái người kia nói thì ông theo, mình nói thì ông theo, tức là người ta không cảm thấy tin tưởng người lãnh đạo đó. Thì dĩ nhiên người lãnh đạo hay không chịu nói con voi, tao đuổi mày, đúng không? À, thì rất dễ, nhưng mà người lãnh đạo giỏi là người biết giao tiếp với con voi, hiểu nó cần gì, bắt nó chạy nhanh, chạy chậm như thế nào. Dĩ nhiên nói người này cũng là một cái phương pháp, nhưng mà phương pháp hay hơn là nói chuyện được với con voi, làm sao con voi nó biết nghe mình. À, và nó theo mình được. Okay. Thì quyền lực dĩ nhiên người lãnh đạo là người biết sử dụng quyền lực rất lớn và mình thực hiện được cái điều đó. Thì Getco cũng là người biết sử dụng quyền lực rất lớn. À, thì theo các bạn, đây có chẳng hạn như John Maxwell, các bạn biết John Maxwell đúng không ạ? John Maxwell đưa ra cái mô hình gọi là cái có 5 cấp độ sử dụng quyền lực và lãnh đạo. Cấp độ thứ nhất là lãnh đạo theo vị trí. Thứ hai cao hơn một mức là chấp nhận. Thứ ba là hữu dụng. Thứ tư là phát triển. Thứ năm là thần thường. Có nghĩa là sao? Tức là các bậc vị trí người ta theo bạn là vì sao? Vì ta phải theo bạn. Tao là manager, tao là giám đốc, tao theo ta đuổi. Đúng không? Tức là quản lý theo cái sử dụng quyền lực theo vị trí, tức là theo cái title của mình. Đúng không? Tức là người ta theo bạn vì người ta phải theo bạn. Cái thứ hai, chấp nhận. Bắt đầu người ta hiểu đó là mình có thể có khả năng gì đấy để người ta theo, thì người ta theo. Và ở cấp độ thứ hai là vì sao ạ? Thì người ta muốn như vậy, đúng không? Mình nâng được cấp, tức là công trưởng phòng người ta theo bạn, ông trưởng phòng tôi nghe nhưng mà ra khỏi công ty là tôi đánh đâu ạ. Theo mình là vì người ta muốn như vậy, đúng không? Cái độ chấp nhận nó cao hơn. Thì giống như con voi á, con voi vừa bắt đầu nó khi cái cấp độ thứ nhất ông này gõ cái búa nó mới theo, đúng không? Nó phải theo, không theo hoặc là không cho ăn mía, đúng không? Không theo là đánh cho vào đầu, vào lỗ tai. Cấp độ thứ hai mình mới nói chuyện được con voi rồi, tức là người ta theo mình thì người ta hiểu nè, ta chấp nhận điều đó, là ta muốn như vậy. À, thì cấp độ này con voi nó có thể điều chỉnh, nó sẽ nhanh thì chậm theo mình được rồi, nhưng mà chưa đủ. Cấp độ thứ ba là hữu dụng, cũng người tăng 50% thì tôi cuối năm được thưởng, nhưng mà hiện tại tôi được cái gì? Tôi theo anh chẳng hạn như tôi khổ sở nhưng mà anh hứa là cuối năm được, nhưng mà hiện tại được ha, hoặc là có vị trí cao hơn. Thì cấp độ thứ tư theo John Maxwell nó cũng rất quan trọng, tức là cái ông này ông làm cho người theo theo ông, người cắt theo. Cái cấp độ thứ năm đó là cấp độ quan trọng nhất, là cấp độ tâm theo bạn về chính bạn, tức là cái vấn đề nó rất khó nhưng lãnh đạo có thể làm được. Đó là năm cấp độ thì theo các bạn nghe cô ở cấp độ nào biết là cậu này sinh viên mới ra trường làm thì cần tiền. Thì cậu biết cậu thấy là các bạn thấy là trong cái cảnh mà tôi sẽ chiếu ngay sau đây thì các bạn sẽ thấy là cái công ty mà cậu làm việc đó là công ty quản lý là vừa lỏng lẻo mà không có vốn tiền, thành ra là bắt nhân viên thu lỗ, bắt nhân viên đền.
thì đồng này cô không có tiền, cô mới lấy cha cũng xin 300 đô, đúng không? Vay ông cha 300 đô, thì ông cái cô này đưa 1 triệu đô, mà nói con trâu rồi là cái công ty này nó sập được vay lại đó. Có 1 triệu đô thì nhậu hấp dẫn. Tôi về, thì dĩ nhiên người lãnh đạo mà theo phong cách của cái cô á, thì mình thấy là có mặt tốt và mặt xấu, đúng là mang lại của cải chất cho xã hội thì nó sẽ phục vụ lại xã hội là chuyện khác. Nhưng mà nghe đúng không, hôm qua năm tết này mẹ ông mua cổ phiếu là ông để dành không à. Các bạn phải chờ 9 tháng mới sinh được đứa con, chứ không phải lấy chính phụ nữ để sinh đứa con trong 1 tháng. Đúng không? Đúng không? Sôi sục rồi lại xuống thì người ta cảm thấy hài hòa này đúng. 9 tháng mới được con, đúng không? Mà sôi nổi là người cũng phải chấp nhận những cái chỉ trích của mình, cũng phải biết là những cái chỉ trích đúng sai để mình thay đổi. Thì đem lại cuộc đời vật chất cho mình và cho xã hội. Là người giỏi làm những cái điều này, không quan được như vậy. Và chính tôi quyết định làm cái bộ phim Quân Số 2. Thì bộ phim Quân Số 2 là sẽ ra đời vào trong tháng 9 này. Hiện nay là có bản nháp, các bạn có thể trailer, các bạn đã có thể xem được. Buôn bán thông tin nội nháp là phải đi tù thì mới là người tốt. Là gác cô sau khi buôn bán rồi bị gài, bị bớt gài, đi tù. Sau ông ra tù thì cái bộ phim Quân Số 2 á, thì cái bộ phim Quân Số 2 rất là lý thú. Chỉ riêng bộ phim Quân Số 2 thì gác cô vẫn đóng. Chỉ có sau khi xin là ông đóng rồi. Hay còn cái cậu đóng trong vai Spider-Man, các bạn nhớ không? Of the Wanted, yeah. Trong vai quan trọng thì cái bộ phim là trách nhiệm quan trọng. Chẳng hạn như vậy thì không biết hướng dẫn cậu cho nó tốt. Và dĩ nhiên người lãnh đạo mà tốt thì tuân thủ được những tiêu chuẩn đạo đức nội bộ mà nó đề ra, không phá vỡ. Sau khi xem một cái clip thì tôi qua phần tiếp theo thì tôi muốn giới thiệu các cái mô hình lãnh đạo. Thì các bạn sẽ thấy rằng các mô hình lãnh đạo hiện nay thì đều nói và người lãnh đạo phải nắm được để phối hợp cho nó tốt. Chẳng hạn như là về công việc là có biết hướng dẫn nhóm không, có thiết lập một tiêu chuẩn không, có kế hoạch không, có mục tiêu không và theo dõi cái việc thực hiện cái nhiệm vụ đề ra như thế nào. Còn trong cái quan hệ là mình quan hệ như thế nào, có thân thiện là nai hoặc là con voi, đúng rồi. Thì có bốn mô hình. Nếu các bạn học ở những chương trình đại học quản lý hoặc MBA thì người ta điều nói khi các mô hình đó là DIY thì người ta cho rằng có 3 loại mà hành vi lãnh đạo có thể thực hiện. Thứ nhất là loại tự do, tức là giao quyền cho nhân viên muốn làm gì làm. Cái loại cực ra của cái việc tự do là gì ạ? Độc tài, giống như mình gọi là độc tài á, mình lệnh nói phải nghe, và loại dân chủ. Thì mình thấy loại mà tự do là để cho nhân viên quyết định, đúng không? Những gì mà họ nghĩ là tốt nhất. Thì cái loại dân chủ á, là khuyến khích mọi người tham gia những cái quyết định đó. Còn lại độc tài á, là người lãnh đạo quyết hết mọi thứ. Thì theo các bạn, các cô thực hiện thì các cô cũng chỉ dẫn luôn. Thành ra mình sẽ thấy rằng các cô có ảnh hưởng rất lớn đến bất sở địa vậy. Còn cha của bất hoặc là Lumenham thì sẽ thấy rằng là tự do và dân chủ. Nhưng mà tự do dân chủ nó dẫn tới gì? Các bạn sẽ thấy rằng loại mà độc tài, mình lệnh đó, thì năng suất rất cao. Tức là mình biết khả năng mình hoàn thành công việc nó đến đâu. Tại vì mình biết trước là nó sẽ hoàn thành. Nhưng mà nếu mà không có hiểu nhân viên đó, thì sẽ gây ra tình trạng là thù địch, đúng không? Gây thù chủ quan, người ta làm người ta không thích. Đó có gõ đầu con voi thôi. Còn các bạn thấy là cha của Bucks hoặc là ông Luman Hằng là quản lý trực tiếp của Bucks đều là nói về tình cảm thôi, nhưng mà lại cũng không hướng dẫn cách cụ thể. Mình thấy là năng suất của cái loại dân chủ luôn cao, đem lại tinh thần đồng đội, sự sáng tạo. Còn loại thứ ba nếu mà tự do thì thường là năng suất rất là kém, mặc dù nhân viên được tự do thoải mái. Mình thấy là cái môi trường của Bucks là việc trong công ty chứng khoán Jackson á, Standard á, là cái môi trường tự do. Cái mô hình cái đẹp của Chigan nó quan tâm người và mức độ sản xuất công việc. Thì mình sẽ thấy là nếu mà ít quan tâm tới con người và chỉ quan tâm đến công việc thì là loại mệnh lệnh này, đúng không? Đúng không? Tôi nói là nói về tình cảm.
tức là người lãnh đạo chỉ thuyết phục bằng tình cảm mà không bằng cái hướng dẫn công việc hoặc đưa ra những cái mệnh lệnh cụ thể, nói tôi tin tưởng anh làm được, anh làm đi. Thì người ta hy vọng người nhân viên sẽ thực hiện được điều đó. Còn cái loại mà chẳng quan tâm con người cũng chẳng quan tâm cái công việc chắc là loại rất là thờ, đúng không? Làm cái hết ngày rồi đi về thôi. John Maxwell cấp độ quản lý là cái loại thứ nhất, đúng không? Tức là người ta nghe thôi, bạn người ta phải theo thôi, bạn đâu quan tâm đến người ta, đúng không? Các bạn cũng không có quan tâm để làm cho cái công việc nó tốt hơn. Nói chuyện qua điện thoại đọc giấy thôi mà, cái tao đó tao đâu đọc. Đúng không? Thành ra sếp của cái chủ công ty á, của cậu Boston nói việc mày đến, đúng không? Mày đã nhập lịch ra rồi mà khách hàng nó mua thì mày phải để tiền, tức là không quan tâm, đúng không? Thành ra là cái ác cảm của cậu Boston đối với tổ chức rất cao. Và từ đó thì người ta phân tích nó là một cái động cơ để thực sự ra là cậu muốn làm cho cái cuộc, vì tổ chức này không quan tâm đến học, không có đào tạo phát triển. Thì đó là một bài học cho các doanh nghiệp, đúng không ạ? Doanh nghiệp nào mà tổ chức của bạn mở không có chặt chẽ mà lãnh đạo không quan tâm nữa thì chắc chắn là rồi. Chắc chắn là những nhân viên họ đang làm đó thì ra là đang lợi dụng cái thời gian làm cho công ty có thể là làm chuyện khác. Because those models all came from universities. The Center for Creative Leadership is an organization where they took business owners, business executives, and leaders from all over the world to try to discover why some leaders are better than others. Now, Mr. Vu, you before worked with multinational company, very smart people. But they went to the best schools. Everyone has probably seen someone like that. So, at the Center of Creative Leadership, they brought in Dr. David Campbell. And David Campbell worked for 30 years traveling the world, working with multinational companies, working with small companies, trying to find for every organization what is the recipe. It's not enough just to be smart. And so, in his studies, working with all of these leaders, they found there are 9 main points, 9 characteristics that make a leader great. Even with the education, or even without the MBA, there were 9 very important characteristics that they saw is in the 9 characteristics, 3 of them are about personality, how you are. And the first one was charisma. And we saw with Gordon Gekko, Gordon Gekko did very well with charisma. People liked him. They liked the way he dressed. They liked the restaurants he went to. They liked the way he moved. Damn it. When you are a leader who has positive energy, people are attracted to follow you. Because a leader is not someone who can push just because they're GM or MD. You can push people. That's not a leader. A leader is when people want to follow you. And they follow you when you have great energy. And the third personality characteristic was diversity. Easy for me to get along with other people from Canada because we're the same. But diversity is, can you work with people different than you? Different religion, from different country. Diversity is the ability to work with all types of people.